chào quý vị và các bạn. Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng tối và đêm mai ngày 1 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó là ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm mai ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Các tỉnh Bắc Trung Bộ từ gần sáng ngày 2 tháng 12 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc của Biển Đông, từ đêm mai có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét. Các tỉnh miền Nam chịu ảnh hưởng rìa Tây của lưỡi áp cao cận nhiệt đới và phía Bắc của rãnh áp thấp nên có mưa ở ven biển miền Tây về chiều tối. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, cái tên Bản Cát Cát luôn nằm trong danh sách những điểm tham quan của các tour du lịch đến vùng cao. Đây là bản đã có từ lâu đời và là một địa điểm du lịch văn hóa lý tưởng cho du khách khi muốn tìm hiểu và khám phá về đời sống và con người của vùng Tây Bắc. Bản Cát Cát thuộc xã San Xả Hồ, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai. Từ đầu thế kỷ 20, người Pháp đã phát hiện và chọn nơi đây làm khu nghỉ dưỡng cho các quan chức. Cũng từ đó, bản của người dân tộc Mông nằm bên dòng thác có tên là Bản Cát Cát cho đến ngày nay. Kiến trúc nhà của người Mông ở làng Cát Cát còn mang nhiều nét cổ. Dù cuộc sống đã có nhiều thay đổi, nhưng trang phục truyền thống của người Mông vẫn được dân bản gìn giữ. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phần dự báo thời tiết của các vùng du lịch khác trong đất liền và hải đảo vào ngày mai. Đêm nay và ngày mai, thời tiết của khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và có nơi có dông, gió nhẹ, trời rét. Cụ thể thì tại Điện Biên, nhiệt độ thấp nhất là 20 độ, cao nhất là 28 độ, với độ ẩm là khoảng 90%. Sapa nhiệt độ về đêm là 14 độ, còn ban ngày nhiệt độ khoảng 18 độ với độ ẩm xấp xỉ là 100%. Tại Tam Đảo thì nhiệt độ trong ngày phổ biến ở mức từ 17 đến 18 độ với độ ẩm là khoảng 100%. Phía Đông Bắc Bộ thời tiết khá thuận lợi cho du lịch. Tại Hà Giang trời không mưa, có sương mù và rét, nhiệt độ duy trì mức từ 19 đến 24 độ với độ ẩm là khoảng 80%. Ở Hạ Long có mưa nhỏ, trời lạnh về đêm và sáng, có sương mù, nhiệt độ thấp nhất là 19 độ và cao nhất là 23 độ với độ ẩm là 95%. Ở Hải Phòng có mưa nhỏ, trời rét và có sương mù, biên độ nhiệt từ 19 cho đến 23 độ với độ ẩm là khoảng 100%. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa ở vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Tại Sầm Sơn, nhiệt độ thấp nhất là 20 độ và cao nhất là 25 độ, với độ ẩm là khoảng 70%. Khu du lịch Phong Nha Kẻ Bàng nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 28 độ, với độ ẩm khoảng 80%. Còn ở Thừa Thiên Huế, nhiệt độ trong ngày là khoảng 22 đến 32 độ, với độ ẩm là 75%. Các điểm du lịch khu vực Nam Trung Bộ thời tiết cũng duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 3. Cụ thể thì tại Đà Nẵng, nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 31 độ, độ ẩm là khoảng 70%. Phố cổ Hội An, nhiệt độ thấp nhất là 23 độ và cao nhất là 30 độ với độ ẩm là 75%. Khu du lịch Cáp Treo Bà Nà, nhiệt độ về đêm là 16 độ, còn ban ngày nhiệt độ khoảng 23 độ với độ ẩm khoảng 70%. Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận thời tiết thuận lợi cho du lịch cuối tuần, mưa nhỏ về chiều tối, còn ban ngày trời nắng ấm với gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Tại Nha Trang nhiệt độ thấp nhất là 24 độ và cao nhất là 30 độ với độ ẩm khoảng 75%. Khu du lịch Mũi Né nhiệt độ trong ngày là khoảng 24 đến 31 độ với độ ẩm là 70%. Ở Vũng Tàu nhiệt độ thấp nhất là 26 độ và cao nhất là 32 độ với độ ẩm là 70%. Thời tiết của vùng cao Tây Nguyên khá đẹp, trời hứng nắng nhẹ và hầu như không mưa hoặc chỉ là những cơn mưa, mưa rào nhẹ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Tại Pleiku, nhiệt độ thấp nhất là 18 độ, cao nhất là 30 độ, với độ ẩm khoảng 55%. Thành phố Buôn Ma Thuột, nhiệt độ duy trì mức từ 20 đến 30 độ, độ ẩm là 60%. Còn ở Đà Lạt, nhiệt độ dao động khoảng 14 đến 23 độ, với độ ẩm là 60%. Thời điểm này, khu vực Nam Bộ có thời tiết khá hanh khô, chiều tối do các đám mây từ biển thổi vào nên có mưa rào ở vài nơi, chủ yếu là mưa nhỏ ở các vùng ven biển phía Tây. Tại Tây Ninh, nhiệt độ thấp nhất là 24 độ, cao nhất là 34 độ, với độ ẩm khoảng 60%. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 25 đến 33 độ, với độ ẩm là 65%. Còn ở khu du lịch rừng U Minh, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 32 độ, độ ẩm là 65%. Thời tiết biển khá tốt và thuận lợi cho các hoạt động du lịch. Nhiệt độ Côn Đảo phổ biến trong khoảng từ 26 đến 30 độ, với độ ẩm là khoảng 70%. Còn ở Phú Quốc, nhiệt độ thấp nhất là 26 độ và cao nhất là 31 độ, độ ẩm khoảng 70%. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết du lịch ngày hôm nay. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!